Chào tất cả các em. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm vở bài tập tiếng Việt, bài Lính Cứu Hỏa. Nào, chúng mình hãy cùng mở vở và cùng làm bài với cô nào. Phần bài tập bắt buộc: sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. Chúng mình hãy cùng đọc các từ ngữ mà đề bài cho nhé. A. Cứu hỏa, nguy hiểm. Một, công việc là. B, cứu hỏa, cần chúng ta những biết ơn người lính. Nào, chúng mình cùng nhau suy nghĩ và làm bài. Các em đã làm bài xong chưa? Cùng chữa bài với cô nhé. Câu A. Cứu hỏa là một công việc nguy hiểm. B. Chúng ta cần biết ơn những người lính cứu hỏa. Chúng ta chú ý viết hoa đầu câu và cuối câu có dấu chấm các em nhé. Chúng mình có làm bài giống cô không? Cô tin chắc là chúng mình đều làm đúng đấy. Vậy là cô trò chúng mình đã vừa hoàn thành xong phần bài tập bắt buộc rồi. Chúng mình cùng chuyển sang phần bài tập tự chọn nhé. Bài 1. Điền vào chỗ trống. Ở bài tập này, yêu cầu chúng mình hãy lựa chọn các vần để điền vào chỗ trống cho phù hợp. A. Oa hay ua. B. Ưa hay ua. C. Ao hay ao. Nào, chúng mình hãy dừng video và suy nghĩ làm bài nhé. Chúng mình đã làm bài xong chưa? Chữa bài cùng với cô nào. A. Lựa chọn vần oa hay vần ua. Em mơ ước lớn lên được làm lính cứu hỏa. Vì vậy ở đây chúng mình sẽ điền vần oa. B. Ưa hay ua. Xe cứu hỏa chứa rất nhiều nước. Ở đây mình sẽ điền vần ưa đấy. C. Ao hay ao. Quần áo của người lính cứu hỏa được làm bằng chất liệu đặc biệt. Và ở đây chúng mình điền vần ao. Cùng chuyển sang bài tập 2. Bài 2. Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống. Các từ ngữ để chúng mình lựa chọn đã được đặt trong giống mọc đơn. Chúng mình hãy đọc thật kỹ, sau đó lựa chọn từ ngữ phù hợp nhé. Các em đã làm bài xong chưa? Cùng chữa bài với cô nào. Mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy. Tôi chạy như bay, hét vàng đường phố. Nhà nào có lửa, tôi dập tắt ngay. Ai gọi chữa cháy, có ngay có ngay. Đây là bài thơ Xe chữa cháy của nhà thơ Phạm Hổ. Chúng mình chắc chắn là đều điền đúng phải không nào? Cùng chuyển sang bài tập 3 nhé. Bài 3, tìm trong bài đọc từ ngữ thể hiện những người lính cứu hỏa phản ứng rất nhanh. B. Dấu hiệu giúp em nhận biết xe cứu hỏa. Nào, chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại bài Lính Cứu Hỏa và sau đó tìm các từ ngữ theo yêu cầu nhé. Và đáp án của cô là những từ ngữ thể hiện những người lính cứu hỏa phản ứng rất nhanh, đó là từ lập tức
mặc quần áo chữa cháy, lao ra xe, chạy như bay và từ nhanh chóng. Những từ ngữ cho thể hiện dấu hiệu giúp em nhận biết xe cứu hỏa đó là: xe màu đỏ, chứa đầy nước, bật đèn báo hiệu và rú còi. Đó là những dấu hiệu cho biết là xe cứu hỏa đấy. Chúng mình hãy so sánh bài nam của chúng mình với đáp án của cô. Nếu còn thiếu thì chúng mình hãy viết thêm vào nhé. Cùng chuyển sang bài tập 4. Hãy quan sát bức tranh và cho cô biết em nhìn thấy gì trong tranh. À, trong bức tranh này chúng mình nhìn thấy có một chú lính cứu hỏa đang cầm vòi phun nước để dập tắt đám cháy, phải không nào? Vậy chúng mình sẽ viết câu như thế nào cho phù hợp với bức tranh đây? Cô gợi ý nhé. Các chú lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ chữa cháy. Hoặc chúng mình có thể viết câu theo ý của chúng mình. Chú lính cứu hỏa đang phun nước dập tắt đám cháy. Chúng mình nhớ viết hòa đầu câu và cuối câu của dấu chấm. Hãy viết câu theo ý của các em nhé. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng mình làm xong phần vở bài tập bài lính cứu hỏa. Tạm biệt các em và chúc các em học tốt.